Bà con và các bạn thân mến, vào ngày 17 tháng 4 năm 2014, tới đây, thư viện xã Vị Thanh, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang sẽ diễn ra sự kiện Internet với thanh niên. Tham gia sự kiện Internet với thanh niên, các bạn, thanh niên và học sinh sẽ có cơ hội được trải nghiệm những ứng dụng thực tế trên máy tính và Internet để hiểu rõ hơn máy tính và Internet có thể mang lại những điều bổ ích và lý thú như thế nào trong cho cuộc sống của các bạn. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng vi tính và Internet công cộng tại Việt Nam do Quỹ Bill và Melinda Gates tài trợ. Kể từ khi Internet xuất hiện tại Việt Nam cách đây hơn 15 năm, đến nay Internet đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống, văn hóa xã hội. Rất dễ có thể nhận thấy lợi ích của Internet mang đến cho xã hội. Internet giúp cho cơ quan nhà nước thực hiện các công tác quản lý tốt hơn, giúp cho doanh nghiệp tìm kiếm được những kiến thức kinh doanh, những cơ hội kinh doanh mới, giúp cho người dân được một công cụ hữu hiệu phục vụ cho học tập, làm việc.